the cigarette, I really need one. But first, let me take a selfie. Người chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube của mình và chào mừng anh em đã quay trở lại với Mini World. Ok thì hôm nay mình muốn thông báo với anh em một điều, đó chính là mình đã bỏ làm YouTube rồi, mình không làm YouTube nữa mà mình sẽ chuyển nghề, đó chính là mình sẽ đi làm thợ cắt tóc. Rồi anh em nhìn đây, đây đó chính là cái đồ chỗ làm việc của mình nè, đây chính là cái kéo nè, đây chính là bông để cạo râu, đây chính là thuốc dưỡng tóc, còn đây chính là cái gương, cái lược nè, đây là mấy cái bình thuốc nhậm tóc nè. Đó thì giờ mình đã bỏ nghề rồi, mình không làm YouTuber nữa, mình chuyển qua mình làm thợ cắt tóc rồi anh em ơi. Thì hôm nay mình có một vị khách mới, đó chính là không phải là vị khách mới mà là vị khách đầu tiên của cái tiệm cắt tóc của mình, đó chính là anh Slenderman. Yeah. Đó thì các bạn sẽ nghĩ đầu là ủa, anh Slenderman làm gì có tóc mà cắt, trời. Thì thật ra là dạo gần đây có cái quảng cáo là mát hè, tôi thích mát hè, cái gì đó chẳng ai thích chọc lóc gì đó. Thì bây giờ anh Slenderman anh mua, anh uống xong anh mọc tóc rồi kìa. Thì giờ mình sẽ cắt tóc chảnh nha. Đó, trời ơi, nhìn anh Slenderman rất là đẹp trai luôn đó. Thì chúng ta sẽ cắt tóc chảnh nha. Để coi chúng ta sẽ cắt chảnh cái kiểu tóc nào. Thì mình nghĩ là trước tiên thì chúng ta cần sẽ là cắt cái tóc của ảnh ra trước cái đã. Mình sẽ nghĩ là mình sẽ cắt chảnh một cái kiểu tóc kiểu của Naruto. Ok, để mình lấy cái kéo cái đã. Đâu ta, này cho nó thật. Đó, cầm cái kéo nè. Giờ mình sẽ cắt tóc cho anh Slenderman nha. Trước tiên là mình sẽ cắt cái phần tóc ở trên đầu anh ra. Đây, cắt nhanh. Đó, thôi anh yên tâm đi anh. Tiệm của em là tiệm được đánh giá là đến 5.000 sao lận, cho nên anh yên tâm, em sẽ cắt cho anh một bộ tóc cực kỳ đẹp luôn. Đây đó, thấy chưa? Đó chưa, sạch sẽ nè. Bây giờ chúng ta sẽ cắt đến phần chơi. Chờ chúng ta sẽ cắt cái chỗ này trước đi. Cắt. Đó, đây anh sẽ cắt cái máy trước. Cái máy hơi dài nha, anh sẽ cắt ngắn lên. Đó, thế này. Đó. Trời ơi, đẹp trai ngay. Trời ơi, anh em nhìn cái kiểu này giống cái kiểu của anh Chris Devil Gamer anh em ha. Chúng ta sẽ cắt thêm chảnh này. Mình nghĩ là mình sẽ cắt chụi luôn đi. Sau đó là mình sẽ sửa lại tóc chảnh sau nha. Đây, để mình cắt chỗ này ra. Đây, cắt. Đó, rồi cắt sau lưng nè. Đó, rồi. Ok, bây giờ mình nghĩ là mình sẽ cắt phần tóc ở phía trên đi. Ok, đây, cắt ra như thế này. Đó, rồi cắt phía trên ra. Cắt ra nè, đó, rồi. Cắt cái này ra, đó, trời, dễ ẹt. Trời cái gì chứ, mình là thợ cắt tóc chuyên nghiệp mà anh em, cho nên là cắt tóc rất là chuyên nghiệp luôn, đó, thấy không? Ok, để mình nhìn giống đầu hói của anh em. Để mình cắt ra chảnh luôn, đó. Sau đó là mình sẽ bắt đầu là mình gì ta, mình tạo kiểu tóc chảnh. Rồi mình sẽ bắt đầu mình nhộm tóc chảnh màu vàng luôn, để nhìn ảnh y hệt như là Naruto luôn. Thì các bạn muốn trong tập sau á thì mình sẽ cắt tóc trai, thì các bạn hãy cho mình biết nha, mình sẽ cắt tóc cho người đó nha. Đó, này. Anh Slenderman chính là người đầu tiên mở hàng cho mình. Trời ơi, này, rồi cắt ra nè. Trời ơi, đơn giản quá. Trời ơi, quá đơn giản luôn. Trời ơi, kiểu tóc quá đẹp luôn. Đó, xong. Trời ơi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu mình tạo kiểu tóc rảnh nha. Thì mình nghĩ là trước tiên là mình sẽ sử dụng đến cái khối nào đó nhìn cho nó giống cục sắt đi ta. Mình sẽ tạo chảnh cái kiểu mà cái cục mà nó đeo ở trên đầu của mà Naruto hay đeo anh em. Đó, cái đó người ta gọi gì ta? Cái đó là cái gì? Cái đó là cái băng đầu hả ta? Mình không biết đó, tại vì mình không có coi Naruto cho nên mình cũng không biết nữa. Đây, mình sẽ tạo chảnh nha. Như thế này nè. Đó. Qua như thế này. Rồi, sau đó là xuống thêm cái đi. Bự ra xíu đó. Rồi, đây là hai con ốc nè. Bốn con ốc gắn vào nè, đó. Rồi tiếp theo đây chính là cái đai nè, đeo vào nè. Đó. Ui té. Ok. Ủa, sao té hoài vậy? Đó, xoay qua như thế này. Rồi. Ok luôn, trời. Rồi để mình chỉnh trời sáng lên xíu đã, trời hơi tối nha. Rồi, bây giờ mình sẽ lấy một cái khối sao chép nè để mình làm cái đai cho nhanh hơn xíu, chứ mình xoay vậy thì sẽ rất chậm luôn đó. Đặt vào đây, rồi. Đặt vào đây như thế này. Trời nhanh gọn lẹ luôn anh em ơi. Đó. Rồi nè. Đó, trời ơi, đó, giờ chúng ta đã có được một cái đai đeo trên đầu nè. Đó, của Naruto. Thì mình sẽ lấy Naruto thì tóc màu vàng đúng không ta? Thì mình sẽ sử dụng tóc màu vàng nè, ok. Mình sẽ xây cho anh Slenderman một cái kiểu tóc của Naruto. Đó. Xây như thế này. Như thế này đi, đó. Rồi, chỗ này mình sẽ để nhọn như thế này. Cao lên. Đó, rồi. Qua như thế này. Tóc mình sẽ để cho nó chảy xuống như thế này đi, đó. Mình ít khi coi Naruto lắm cho nên là mình sẽ xây theo kiểu mình thấy đẹp là mình xây, miễn là xây nhìn nó chất Naruto rồi được rồi đúng không anh em? Đó, trời. Rồi ok. Xây qua như thế này. Mình nghĩ là mình sẽ lắp cái chỗ này lại cho nó màu vàng luôn. Đó. Bụp. Ok, từ từ để mình xem coi.
chỗ này mình sẽ đập ra đây đi, nhìn cho nó cân đối lại xíu. Đó rồi, xoay ra như thế này. Rồi, bên đây cũng vậy. Tóc Naruto thì nó nhọn lên giống kiểu của Son Goku á anh em, cho nên là mình phải xây cho nó nhọn lên như vậy. Đó, trời ơi. Rồi, tới lượt bên đây nè, mình sẽ xây ở đằng sau tiếp đi. À, xây từng cột nhọn lên vậy á. Đó. Rồi. Đây, đó, trời ơi, đơn giản. Đơn giản như đen giỡn luôn anh em ơi. Bạn nào mà muốn cắt tóc cho anh Slenderman thì các bạn hãy like video ủng hộ cho mình nha. 3000 like thì mình sẽ đăng con map này lên cho anh em tải về để anh em có thể tạo kiểu tóc cho anh Slenderman nha. Hoặc là những YouTuber nào mà anh em yêu thích thì mình sẽ xây con map, xây cái skin của YouTuber ra cho anh em. Vô anh em tạo kiểu tóc cho thần tượng của mình nha. Đó. Đây. Thì cái map cắt tóc này thì bên Minecraft cũng có rồi, nhưng mà Miniworld chưa có, cho nên là mình sẽ chia sẻ lên cho anh em để anh em tải về nha. Trời ơi, đấy, trời đúng chất tóc Naruto luôn nè. Đó, sao mình thấy giống Son Goku hơn ta. Rồi, kệ đi. Đó, lên như thế này. Rồi, cả thế này. Bên đây cũng vậy luôn. Ok, rồi, ở đây sẽ là phải là ở chính giữa nè, ok. Đặt như thế này. Rồi, lên, đó. Chỗ này lắp lại như thế này hả. Rồi, lên nè. Lên luôn. Lên thêm nữa nè, đó. Bên này lên luôn. Trời ơi. Ok rồi. Tiếp theo nữa là mình sẽ xây ở phần giữa này lên từng cục như thế này. Tóc Naruto thì nó giống như là nó vuốt keo á anh em. Nó làm nên từng cục đó, nhọn lên vậy đó. Ok, từ để xem coi. Naruto cũng biết vuốt keo nữa ha. Đẹp trai thì mới có nhiều đứa yêu đó. Ok, đây rồi đó. Rồi, xây lên. À, mình không biết là xây như thế này nhìn có đúng chuẩn kiểu tóc của thợ cắt tóc 5 sao chưa nữa. Đó. Rồi ơi, đây, đó. Mình sẽ qua bên đây, rồi, đặt vào. Đặt vào, nhanh. Ok. Đó, thì anh Slenderman chính là một YouTuber làm về Minecraft và là một thần tượng của rất là nhiều những bạn nhỏ. Đó. Có bạn nào là fan của Slenderman hãy nói cho mình, hãy bình luận cho mình biết nha. Ok, đây, như thế này. Như thế này. Ờ, trời ơi, giống cũng khá giống á chứ anh em. Trời ơi, mình tài người cắt tóc của mình mà đây. Cái máy như thế này. Đó, qua như thế này nữa. Đó, trời ơi, tay người cắt tóc siêu đỉnh của Phong Cận. Đó, trời ơi. Đó, bây giờ là cái bát nè, bên phần bát nè, đây. Đặt như thế này. Đó, trời ơi, đẹp trai. Đẹp trai ngay. Rồi. Bên đây cũng vậy luôn. Đó. Bên bát này có bằng nhau chứ ta? Bằng nhau rồi. Đó. Rồi. Đặt vào như thế này rồi sau đó đặt cái cục này phải đặt bên đây đi cho dễ nè. Đó. Qua đây nè, đó. Trời ơi đẹp ngay. Trời ơi tóc Naruto. Đó, để thấy không? Vậy mình đã xây được cho anh Slenderman kiểu tóc của Naruto nè, đó để mình đặt cái cục này lên như thế này. Đó, nhìn quá chất dân chơi luôn. Cho mình có nên để như thế này không ta? Có nên không ta? Nhìn cho nó sẽ đẹp hơn, nhìn nó có cái máy anh em. Nhìn nó đẹp hơn. Ok đây, đó, vậy là anh Slenderman đã được cắt một cái kiểu tóc của Naruto đây để mình chỉnh trời sáng lên xíu cho anh em dễ thấy nè. 12 giờ 11 giờ thôi. Đó, trời ơi, kiểu tóc của Naruto đó dành cho anh Slenderman. Trời ơi quá đẹp luôn. Mình để mình chụp cho anh Slenderman bức hình. Ok, chụp bức hình nè. Tắt ok luôn rồi. Bây giờ mình sẽ đưa anh Slenderman ra bãi biển rồi ra ngoài rừng cây để cho hoặc là vườn hoa để cho anh Slenderman tạo kiểu, mình sẽ chụp hình cho anh Slenderman nha. Trời ơi, đó quá đẹp luôn ha. Kiểu tóc quá đẹp luôn anh em ơi. Nhìn đúng chất Naruto luôn ha. Đó. Thì cảm ơn anh em xem video này nha. Nếu như các bạn mà muốn mà mình xây dựng cái kiểu cái nếu mà anh em nào muốn mình cắt tóc cho YouTuber nào tiếp á thì anh em hãy cho mình biết nha. Đó, chẳng hạn như mèo Simmy nè, hoặc là anh nắm Gumball nè, hoặc là anh Mr. Vịt hay là Timmy gì đó, các bạn hãy cho mình biết nha. Mình sẽ cắt tóc cho họ nha. Đây, trời ơi, đây chính là vị khách đầu tiên của mình, chính là Slenderman. Slenderman đã được cắt một kiểu tóc của Naruto đó. Rồi ok. Thì bây giờ mình sẽ dẫn anh Slenderman đi để chụp hình để giữ lại những bức ảnh của tiệm cắt tóc của mình nha. Ok. But first, let me take a selfie.